Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 11. Phần đầu tiên sẽ là phần kiểm tra đọc 10 điểm. Trong phần kiểm tra đọc sẽ gồm có hai phần chính, đó là phần đọc thành tiếng và phần đọc hiểu. Trong phần đọc thành tiếng này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc Chuyện nhỏ trong lớp học trang 112 của cuốn sách giáo khoa. Ở trong phần đọc thành tiếng này thì cô và các em sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều trang 112. Sau đó chúng ta sẽ đọc bài đọc Chuyện nhỏ trong lớp học và dựa vào nội dung của bài đọc để chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi. Theo em, Iliko sẽ nghĩ gì khi nghe thấy thầy và các bạn trong lớp khen kiểu tóc của mình? Và để trả lời được câu hỏi này thì cô và các em sẽ cùng nhau đọc bài đọc Chuyện nhỏ trong lớp học ở trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi trong phần đọc thành tiếng. Bài đọc Chuyện nhỏ trong lớp học. Trước giờ lên lớp, tôi đang ghi bài tập lên bảng thì một nhóm học sinh chạy đến mách. Thưa thầy, bạn Iliko khóc ạ. Quả thật tôi nhìn thấy Iliko đang đứng cạnh phòng gửi áo, quay mặt vào tường. Vì sao bạn ấy khóc? Vì bạn Sando trêu ạ. Bạn Iliko mới cắt tóc, thế là Sando gán tên xấu cho bạn ấy. Tôi tiếp tục ghi bài tập lên bảng rồi gọi. Iliko, mang lại cho thầy cái thước to. Iliko lau nước mắt, mang thước tới. Sando đứng ở đằng xa, em biết các bạn đã mách tôi và em quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Thế nào, em mới cắt tóc à? Tôi ngạc nhiên thích thú. Nào, cho thầy xem người ta cắt thế nào. Iliko chần chừ rồi nhấc mũ ra. Cắt đẹp lắm, hồi còn bé thầy cũng thích cắt tóc ngắn như thế này, nhưng người ta cắt không đẹp như bây giờ. Trông em đúng là một chàng trai thực sự, có phải thế không các em? Lập tức các em trai và gái đều ủng hộ tôi. Em thích bạn Iliko như thế này, đẹp lắm. Các em hãy xem thầy đã chuẩn bị cho các em những bài tập gì nào. Tôi cố ý thu hút tất cả các em ra khỏi chuyện Iliko cắt tóc. Trong giờ học, khi đi vòng quanh lớp theo dõi các em làm bài tập, tôi đến chỗ Sando và nói thầm với em. Em làm bài đúng rồi, nhưng em cư xử với Iliko chưa đẹp. Nếu em là một chàng trai chân chính thì đến giờ nghỉ em nên xin lỗi bạn ấy. Một lát sau, tôi lại đến chỗ Iliko và cũng nói thầm với em. Nếu Sando xin lỗi thì em hãy bỏ qua cho bạn ấy nhé. Hãy nói rằng em đã quên điều đó, được chứ? Các em đã làm như thế. Sau khi các em lắng nghe cô đọc xong bài đọc Chuyện nhỏ trong lớp học thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi là theo em thì Iliko sẽ nghĩ gì khi thấy thầy và các bạn trong lớp khen kiểu tóc của mình? Vậy thì khi mà được thầy và các bạn ở trong lớp khen kiểu tóc của mình thì chắc chắn rằng bạn Iliko của chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi trong phần đọc thành tiếng. Các em sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu. Trong phần đọc hiểu này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc dòng chữ trên tường. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau ghi trả lời các câu hỏi ở trong phần đọc hiểu. Bài đọc dòng chữ trên tường. Ba của Ninh làm nông nghiệp ở quê nhà. Từ nhỏ Ninh đã mất mẹ. Ba Ninh trang trải biết bao nghề để nuôi em khôn lớn. Ngoài trồng lúa, ba Ninh sẽ đi đánh sập, đánh lưới, bán cá, bán tôm. Ngoài ra để dạy Ninh tập viết mà ba cũng luyện chữ cùng em. Do đó chữ ba Ninh đẹp lắm. Trưởng thôn vô tình nhìn thấy ba Ninh viết biển tên trên trước nhà, đã nảy ra chủ ý để ba Ninh đi viết các thông báo của xã trên tường bằng sơn. Từ đấy ba Ninh cũng bắt đầu sự nghiệp viết thông báo lịch gieo cấy lúa mùa, lịch phun thuốc trừ sâu hay các lịch nghỉ lễ của dân. Cứ đến dịp, ba Ninh được xã thông báo sẽ đạp xe đạp chở vài thùng sơn, vài chiếc chổi cọ và dụng cụ. Ông viết từng nét chữ nắn nót, nét thanh, nét đậm rõ ràng lên một tờ giấy khổ lớn, rồi dán lên tường, căn dòng không để bị lệch. Những dòng thông báo màu đỏ và vàng cứ thế chỉnh tề xuất hiện ở khắp các bảng thông báo của thôn. Ai đi qua cũng phải tấm tắc khen chữ người viết đẹp. Ninh tự hào về ba lắm và cũng rất thương ba. Kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi, Ninh xuất sắc giành được giải nhất về thi chữ đẹp của huyện. Em hí hửng cầm giấy khen tặng cho ba như một món quà. Hai ba con vui vẻ rong ruổi trên khắp nẻo đường quê hương để viết lên những nét chữ cứng cáp nhưng đầy sức sống. Có vậy Ninh mới thấu hiểu được nghề của ba quý đến nhường nào. Bài đọc của tác giả Thư Linh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc rồi thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi trong phần đọc hiểu. Câu 1. Ngoài trồng lúa, ba Ninh còn làm thêm những công việc gì? A. Đi phun thuốc trừ sâu trên các đồng lúa giúp người dân.
B. Viết các thông báo của xã trên tường bằng sơn. C. Đi đánh dậm, đánh lưới, bán cá và tôm. D. Cả B và C đều đúng. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số 1, chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn số 2 ở bài đọc để tìm câu trả lời. Ngoài trồng lúa, Ba Ninh sẽ đi đánh dậm, đánh lưới, bán cá, bán tôm. Như vậy thì ngoài trồng lúa ra thì Ba Ninh còn làm thêm các công việc đó là đi đánh dậm này, đánh lưới, bán cá và tôm. Câu trả lời đúng cho câu số 1 là đáp án C. Các em khoanh tròn vào đáp án C. Câu 2. Vì sao Ba Ninh lại viết chữ rất đẹp? A. Vì Ba Ninh luyện viết chữ cùng Ninh để dạy em tập viết nên chữ đẹp. B. Vì Ba Ninh tranh thủ thời gian rảnh rỗi để luyện và viết chữ nên chữ đẹp. C. Vì Ba Ninh muốn luyện viết chữ đẹp để Ninh tự hào về Ba. D. Vì Ba Ninh viết nhiều thông báo của xã nên chữ đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát nội dung ở đoạn văn số 2 để tìm câu trả lời. Ngoài ra để dạy Ninh tập viết mà Ba cũng luyện chữ cùng em, do đó chữ Ba Ninh viết rất đẹp. Vậy thì lý do mà Ba Ninh viết chữ rất đẹp là bởi vì Ba Ninh cũng luyện viết chữ cùng Ninh để dạy em tập viết nên là chữ của Ba Ninh rất là đẹp. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A. Câu 3. Những chi tiết nào cho thấy Ba Ninh rất cẩn thận trong việc viết các thông báo của xã? A. Ba Ninh chở vài thùng sơn màu, vài chiếc chổi cọ và dụng cụ. Ba Ninh nắn nót viết từng nét chữ, căn dòng không để bị lệch. Ba Ninh viết thông báo lên một khổ giấy lớn rồi dán lên tường. Ba Ninh viết lên thông báo những dòng chữ màu đỏ và màu vàng. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn số 3 để tìm câu trả lời cho câu hỏi số 3. Cứ đến dịp Ba Ninh được xã thông báo sẽ đạp xe đạp chở vài thùng màu sơn màu, vài chiếc chổi cọ và dụng cụ. Ông viết từng nét chữ nắn nót, nét thanh, nét đậm rõ ràng trên một tờ giấy khổ lớn rồi dán lên tường, căn dòng không để bị lệch. Vậy thì chi tiết cho thấy rằng Ba Ninh rất là cẩn thận trong việc viết thông báo của xã đó là ông viết nắn nót từng chữ một này, có nét thanh, nét đậm rõ ràng lên trên một tờ giấy khổ lớn rồi sau đó mới dán lên tường và căn dòng để không bị lệch. Thì đây chính là chi tiết cho thấy rằng là Ba Ninh rất là cẩn thận trong việc viết thông báo của xã. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây là chi tiết cho thấy Ba Ninh rất cẩn thận trong việc viết các thông báo của xã đó là Ba Ninh nắn nót viết từng nét chữ căn dòng không để bị lệch. Vậy câu trả lời đúng là đáp án B. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Em hãy chỉ ra đại từ thay thế trong đoạn văn sau và cho biết chúng được dùng để thay thế cho từ ngữ nào. Cô có đoạn văn: Ông định sửa sang lại khu vườn và chặt bớt một số cây, trong đó có cây hồng mà Mai yêu thích. Mai liền chạy đến bên ông, thủ thỉ mong ông đừng làm thế. Mai bảo cây hồng có nhiều quả chín nên gọi biết bao nhiêu là chim đến hót vui tai lắm ông ạ. Ông nghe Mai nói xong thì cũng vui vẻ và không chặt nó đi nữa. Đoạn văn được trích trong bài Vườn cây của ông của tác giả Hồng Thư. Nhiệm vụ ở câu số 4 này đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đại từ thay thế ở trong đoạn văn. Trong đoạn văn thì cô sẽ có đại từ thay thế đó là đại từ thế và đại từ nó. Đại từ thế ở đây sẽ thay thế cho từ ngữ đó là chặt cây hồng. Ông định sửa sang lại khu vườn và chặt bớt một số cây. Vậy thì trong đó có cây hồng mà Mai yêu thích. Vậy thì ông đã làm gì? Đó là ông có ý định chặt bớt một số cây và trong số những cây đó thì có cây hồng mà bé Mai yêu thích. Vì vậy mà Mai liền chạy đến bên ông, thủ thỉ mong ông đừng làm thế. Đừng làm thế tức là đừng chặt đi cây hồng mà bé Mai yêu thích. Vậy thì đại từ thế ở đây, đại từ thế ở đây sẽ thay thế cho cụm từ là đừng chặt cây hồng. Mai bảo cây hồng có nhiều quả chín nên gọi biết bao nhiêu là chim đến hót vui tai lắm ông ạ. Ông nghe Mai nói xong thì cũng vui vẻ và không chặt nó đi nữa. Nó ở đây thì sẽ thay thế cho từ cây hồng, tức là ông vui vẻ và không chặt cây hồng đi nữa. Như vậy, nếu như khi chúng ta không sử dụng đại từ thay thế thì ở đây chúng ta sẽ có câu như sau. Ông định sửa sang lại khu vườn và chặt bớt một số cây, trong đó có cây hồng mà Mai yêu thích. Mai liền chạy đến bên ông, thủ thỉ mong ông đừng chặt cây hồng. Mai bảo cây hồng có nhiều quả chín nên gọi biết bao nhiêu là chim đến hót vui tai lắm ông ạ. Ông nghe Mai nói xong thì cũng vui vẻ và không chặt cây hồng đi nữa. Thì như vậy khi chúng ta bỏ đại từ thay thế đi thì chúng ta sẽ có hai từ, đó là từ cây hồng và từ chặt cây hồng. Vậy đại từ thay thế từ thế này nó sẽ thay thế cho cụm từ là chặt cây hồng. Còn đại từ nó thì nó sẽ thay thế cho cụm từ là cây hồng.
Ở đây cô sẽ có đại từ thế sẽ thay thế cho cụm từ là chặt cây hồng. Tiếp theo cô sẽ có đại từ nó sẽ thay thế cho từ cây hồng. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 4. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập chuẩn bị giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy đặt câu với cặp kết từ sau. Cô có cặp kết từ vì nên, thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt một câu có chứa cặp kết từ vì nên chỉ nguyên nhân kết quả. Cô lấy ví dụ, vì trời nắng to nên những mảnh ruộng khô nứt nẻ. Ở đây thì cô có sử dụng cặp kết từ vì nên là cặp kết từ chỉ nguyên nhân. Vì trời nắng to nên những mảnh ruộng khô nứt nẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt một câu với cặp kết từ tuy nhưng. Thì cô sẽ có một câu như sau. Tuy mùa xuân đã đến nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Tuy mùa xuân đã đến nhưng trời vẫn còn khá lạnh. Vậy thì ở đây cô có sử dụng cặp kết từ tuy nhưng. Vậy thì dựa vào hai câu này của cô thì các em hãy đặt cho mình một câu có chứa cặp kết từ vì nên và một câu có chứa cặp kết từ tuy nhưng các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Khoanh vào từ in đậm thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau. Cô có đoạn văn: trước mắt em cánh đồng mênh mang hay là mênh mông trải rộng. Chúng ta thường thì khi nói về cánh đồng thì chúng ta sẽ sử dụng từ mênh mông. Vậy ở đây các em sẽ khoanh tròn vào từ mênh mông. Trước mắt em cánh đồng mênh mông trải rộng, một màu vàng dịu mát trong buổi sớm bình yên hay bình an. Ở đây thường khi nói về khung cảnh ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng từ bình yên, còn bình an thì thường hay nói giống như là chị đi bình an vô sự nhé. Kiểu như là nói về một cái hoàn cảnh nào đấy, còn bình yên thì sẽ giống như là đang nói về khung cảnh của một sự vật nào đó. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ bình yên. Em bước xuống cánh đồng khẽ cầm vớt lên tay một bông lúa nhiều hạt. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng từ cầm. Vớt, từ vớt thì giống như là mình vớt một cái gì đó ở ở dưới ao hoặc là dưới sông, dưới hồ lên. Còn ở đây là cánh đồng thì mình sẽ là sử dụng từ cầm, tức là cầm một cái vật gì đấy. Ở đây trường hợp cụ thể là chúng ta cầm trên tay một bông lúa nhiều hạt. Còn lung linh hay là lóng lánh sương đêm. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng từ lóng lánh. Những hạt lúa chắc nịch mang lại cho em một cảm giác thật thú vị. Vậy thì ở trong đoạn văn này thì chúng ta sẽ sử dụng các từ là từ mênh mông, bình yên, từ cầm và từ lóng lánh. Thì sau khi chúng ta đã lựa chọn được các từ phù hợp với đoạn văn thì cô sẽ có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Trước mắt em cánh đồng mênh mông trải rộng một màu vàng dịu mát trong buổi sớm bình yên. Em bước xuống cánh đồng khẽ cầm lên tay một bông lúa nhiều hạt còn long lanh sương đêm. Những hạt lúa chắc nịch mang lại cho em một cảm giác thật thú vị. Thì đây chính là một đoạn văn hoàn chỉnh của câu 6. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Hãy điền các kết từ hoặc cặp kết từ phù hợp vào từng chỗ trống để hoàn thành đoạn văn dưới đây. Cô có đoạn văn sau. Buổi trưa khi mặt trời lên cao, cái mà người ta khó quên chính là cái nắng của miền cát. Cát nắng gắt gao đến mức không chỉ oi nồng mà còn có cảm giác rất rát. Vậy thì ở ô trống đầu tiên cô sẽ điền cặp kết từ là không chỉ mà còn. Cái nắng gắt gao đến mức nó không chỉ oi nồng mà còn có cảm giác rất rát. Nếu buổi sáng khi dẫm trên bãi cát, tôi vẫn còn thấy cảm giác dịu, thì giờ đây đã có thể tấy đỏ, chóc da, chóc thịt không chừng. Vậy thì ô trống tiếp theo cô sẽ điền cặp kết từ nếu thì. Nếu buổi sáng khi dẫm trên bãi cát, tôi vẫn còn thấy mát dịu, thì giờ đây đã có thể tấy đỏ, chóc da, chóc thịt không chừng. Đoạn văn được trích trong bài Về với biển của tác giả Uyển Ly. Như vậy, ở trong đoạn văn này chúng ta sẽ sử dụng hai cặp kết từ, đó là cặp kết từ không chỉ mà còn và cặp kết từ nếu thì. Sau khi chúng ta đã điền cặp kết từ rồi thì chúng ta sẽ có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Buổi trưa khi mặt trời lên cao, cái mà người ta khó quên chính là cái nắng của miền biển. Cái nắng gắt gao đến mức nó không chỉ oi nồng mà còn có cảm giác rất rát. Nếu buổi sáng khi dẫm chân trên bãi cát, tôi vẫn còn thấy mát dịu, thì giờ đây đã có thể tấy đỏ, chóc da, chóc thịt không chừng. Đoạn văn được trích trong bài Về với biển của tác giả Uyển Ly. Thì đây chính là câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 7. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 7 câu hỏi ở trong phần đọc hiểu rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần kiểm tra viết. Phần 1 là phần chính tả nghe viết. Ở trong phần chính tả nghe viết này các em sẽ lắng nghe cô đọc một đoạn trích trong bài Quê hương tuổi thơ tôi của tác giả Hồng Thư.
Tôi nhớ những buổi sáng sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy sáng, cha đã chuẩn bị đánh trâu ra đồng cày bừa cho vụ lúa mới. Mẹ cũng tất bật chuẩn bị cơm sáng để cha mang ra đồng ăn cho chắc bụng. Bao nhiêu hạt cơm dẻo trắng ngần tôi ăn mỗi ngày cũng là bấy nhiêu giọt mồ hôi của cha mẹ vất vả cày cấy. Thì đây chính là một đoạn trích trong bài Quê hương tuổi thơ tôi của tác giả Hồng Thư. Các em hãy viết lại đoạn trích này vào trong vở chính tả của mình. Khi viết thì các em lưu ý là viết đúng chính tả, viết nắn nót thật là đẹp các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần tập làm văn. Em hãy viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Vậy thì đề bài ở đây chúng ta sẽ viết một đoạn văn nêu ý kiến về việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Và với đề bài này thì cô sẽ có gợi ý chi tiết như sau. Phần đầu tiên sẽ là phần mở đoạn. Trong phần mở đoạn thì các em cần phải nêu ý kiến của mình về sự việc. Vậy thì các em đồng ý hay là không đồng ý với việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ? Cô lấy ví dụ về việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối và ao hồ thì cô sẽ có ý kiến như sau. Là mình sẽ không đồng tình với việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Vậy thì lý do vì sao mình lại không đồng tình thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thân đoạn. Ở phần thân đoạn thì các em bắt đầu đưa ra những lý do để giải thích cho ý kiến của mình là vì sao mà mình không đồng tình với việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Đầu tiên là bởi vì việc làm này thì có thể gây ra những hậu quả rất là nguy hiểm, đó là các em còn quá nhỏ để tự có cho mình những kiến thức về phòng tránh đuối nước. Thứ hai là các em không được trang bị các kỹ năng cần thiết về bơi lội. Và thứ ba là đùa nghịch dưới nước sẽ gây mất trật tự và không đảm bảo an toàn cho trẻ em. Thì đây chính là những lý do mà các em khi học sinh tiểu học không nên bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Và phần kết đoạn là chúng ta sẽ khẳng định lại ý kiến của mình về sự việc đó. Vì vậy, các em học sinh tiểu học không nên tự ý rủ nhau bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Thì đây chính là những gợi ý chi tiết để giúp các em có thể viết được một đoạn văn nêu ý kiến của mình về việc học sinh tiểu học bơi lội ở sông suối hoặc ao hồ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được đề kiểm tra cuối kỳ số 11 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 12. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.